Cô chào các em học sinh thân mến. Nếu Nguyễn Du viết truyện Kiều tạo nên tiếng khóc thương ngàn đời dành cho kiếp hồng nhan, thì Nguyễn Dữ với tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương cũng không hề kém cạnh khi phô bày được tất thảy những đau thương mà người phụ nữ phong kiến phải chịu đựng. Dù chỉ là một truyện ngắn, nhưng vậy là đủ để người đọc có thể cảm nhận được tấm lòng và tài năng đáng quý của tác giả. Vậy, Nguyễn Dữ là ai? Nguyễn Dữ là một danh sĩ người Hải Dương sống dưới thời Lê Sơ và nhà Mạc vào khoảng thế kỷ 16. Tương truyền, ông là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, một danh sĩ thời bấy giờ. Từ nhỏ thì Nguyễn Dữ đã ham học và thông minh, lớn lên đỗ đạt làm quan. Nhưng do bất mãn với thời cuộc mà ông xin thôi để về với núi rừng Thanh Hóa và qua đời tại đó. Sáng tác của ông đậm giá trị nhân văn, thể hiện sự trân trọng dành cho người phụ nữ và tác phẩm tiêu biểu nhất là Truyền Kỳ Mạng Lục. Các em có biết Truyền Kỳ Mạng Lục có nghĩa là gì không? Truyền Kỳ Mạng Lục là ghi chép lại những câu chuyện được lưu truyền có yếu tố thần kỳ, gồm tổng cộng 20 chuyện được viết bằng chữ Hán. Và nhân vật chính của Truyền Kỳ Mạng Lục là những người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp nhưng gặp nhiều bất hạnh, đau khổ. Bên cạnh đó còn có những nhân vật là trí thức có tâm huyết nhưng bất mãn với thời cuộc, không chịu trói mình vào vòng danh lợi chật hẹp. Và Truyền Kỳ Mạng Lục được đánh giá là thiên cổ kỳ bút, án văn hay của bậc đại gia. Chuyện Người Con Gái Nam Xương có nguồn gốc từ một chuyện kể dân gian, Vợ Chàng Trương, là thiên thứ 16 trong 20 chuyện. Và phương thức biểu đạt chính là tự sự nha các em. Để dễ theo dõi diễn biến câu chuyện, các em có thể tham khảo phần bố cục của văn bản. Có thể chia bố cục thành 3 phần. Theo diễn biến câu chuyện từ đầu cho đến kết thúc. Mở đầu câu chuyện, Vũ Nương được giới thiệu đó là người phụ nữ tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Nàng quê ở Nam Xương và mến vì dung hạnh, Trường Sinh đã xin với mẹ 100 lạng vàng để cưới nàng về. Với cách giới thiệu vừa cụ thể vừa khái quát như thế thì Nguyễn Dữ đã tô đậm vẻ đẹp của người phụ nữ mang tên Vũ Thị Thiết. Dõi theo câu chuyện, các em thấy Vũ Nương đã được đặt vào những tình huống, những mối quan hệ nào để thể hiện vẻ đẹp của mình? Qua đó, em hãy trình bày vẻ đẹp của nhân vật được bộc lộ qua những mối quan hệ đó. Nhà văn tập trung bút lực khắc họa vẻ đẹp đức hạnh của Vũ Nương trong các mối quan hệ với chồng, mẹ chồng và với bé Đảng, đứa con yêu quý của nàng. Để làm nổi bật vẻ đẹp này, nhà văn đã đặt nhân vật của mình vào các hoàn cảnh tình huống cụ thể. Khi mới lấy chồng, nàng cư xử đúng mực, nhường nhịn, giữ gìn khuôn phép. Cho nên dù cho Trương Sinh có tính đa nghi, đối với Vũ Nương thường phòng ngừa quá mức thì gia đình nàng vẫn chưa từng phải đến lúc thất hòa. Đến khi tiễn Trương Sinh đi lính, Vũ Nương rót chén rượu đầy, dặn dò trong những lời tình nghĩa thiết tha: chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, chỉ mong ngày về mang theo được 2 chữ bình yên. Những lời nói ân tình của nàng đã làm cho mọi người đều xúc động.
khi Trương Sinh đi chiến trận xa chồng, Vũ Nương càng tỏ ra là người vợ thủy chung yêu thương chồng hết mực. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, cảnh vui mùa xuân hay mây che kín núi cảnh buồn mùa đông, nàng lại chành nỗi buồn thương. Tiết hạnh ấy của Vũ Nương còn được khẳng định trong câu nói sau này của nàng với chồng: cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Bằng cách sử dụng những hình ảnh ước lệ nhằm diễn đạt sự chảy trôi của thời gian, Nguyễn Dữ đã khẳng định Vũ Nương là một người vợ sắc son đáng quý. Còn đối với mẹ chồng, nàng là một người dâu thảo. Trong lúc chồng đi vắng, nàng một mình vừa chăm lo cho con nhỏ, vừa chăm lo săn sóc mẹ chồng khi bà già yếu ốm đau. Nàng đã hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật, lấy lời ngọt ngào khuyên lơn. Lời trăn trối của bà mẹ chồng đã ghi nhận và đánh giá cao công lao của Vũ Nương đối với gia đình nhà chồng. Khi mẹ chồng mất, nàng đã thương xót phàm biệt, ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Đặc biệt đối với bé Đảng, nàng một mình vất vả sinh và nuôi bé khôn lớn khi Trương Sinh ra chiến trận, để con cảm giác được một gia đình ấm áp có đầy đủ cha và mẹ, nàng đã dỗ dành con trẻ bằng cách trọ bóng mình trên vách. Vũ Nương, một người mẹ hết lòng thương con và luôn mong mỏi con có một gia đình trọn vẹn. Như vậy, bằng những hình ảnh ước lệ và những điển tích điển cố, cùng với việc sử dụng những câu văn biền ngẫu sống đôi, Nguyễn Dữ đã khắc họa hình tượng nhân vật Vũ Nương, một người vợ thủy chung, một người mẹ hiền, một người con dâu đảm đang hiếu thảo. Nàng mang vẻ đẹp điển hình, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nghìn đời. Sau ngần ấy năm đợi chờ, Trương Sinh cũng đã trở về từ chiến trường. Thế nhưng, đây mới là lúc câu chuyện lên cao trào và bi kịch được đẩy đến tận cùng bởi những hiểu lầm. Ngày đưa con trai ra mộ mẹ, chàng bất ngờ phát hiện ra một bí mật. Bé Đảng cứ khóc mãi không dỗ được. Đến khi hỏi ra thì cậu bé nói rằng Trương Sinh không phải là cha của mình, và cậu có một người cha ngày nào cũng đến thăm. Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thiên thiết. Thất học, thiếu trí tuệ, lại ghen tuông mù quáng, Trương Sinh đã không đủ bình tĩnh, sáng suốt để phán đoán, phân tích. Và những lời bé Đảng nói đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong Trương Sinh. Chàng đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng lớn, không gì gỡ ra được. Tiếp đó là cách xử sự hô đồ, độc đoán, phũ phàng của Trương Sinh. Chàng bỏ ngoài tai những lời phân trần của vợ, Trương Sinh cũng không tin những lời bênh vực của họ hàng. Chàng đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội tránh được thảm kịch, chỉ biết la ôm lên cho hả giận rồi mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Trương Sinh thiếu lòng tin và thiếu cả tình thương. Còn Vũ Nương thì sao? Khi bị chồng nghi oan, Vũ Nương đã cố phân trần để chồng hiểu rõ tấm lòng của mình. Nàng nói đến thân phận mình, đến tình nghĩa vợ chồng và khẳng định tấm lòng chung thủy, cầu xin chồng đừng nghi oan. Trước sự vô tình nhẫn tâm của chồng, nàng chỉ còn biết nói lên nỗi đau đớn, thất vọng. Hạnh phúc gia đình, thú vui nghi gia nghi thất đã tan vỡ. Bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió. Cả nỗi đau khổ đến thành hóa đá trước đây cũng không còn có thể có được nữa khi chờ chồng,
đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa. Cuối cùng, thất vọng đến tột cùng. Cuộc hôn nhân đã không còn cách nào có thể hàn gắn nổi. Vũ Nương đành mượn dòng nước Hoàng Giang để giải tỏa tấm lòng trong trắng của mình. Nàng tắm gội chay sạch rồi ra bến Hoàng Giang, nói lời nguyện cầu trước trời cao sông thẳm. Lời khen của nàng như một lời nguyền, xin thần sông chứng giám nỗi oan khuất và tiết sạch giá trong của nàng. Hành động trẫm mình tự vẫn của nàng là hành động quyết liệt cuối cùng để bảo toàn danh dự. Có nỗi tuyệt vọng đắng cay nhưng cũng có sự chỉ đạo của lý trí. Không phải là hành động bột phát đâu con. Trong cơn nóng giận, như trong truyện cổ tích đã miêu tả, Vũ Nương chạy một mạch ra bến Hoàng Giang đâm đầu xuống nước. Tóm lại, Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp, nết na, hiền thục, đảm đang, hiếu thuận, thủy chung, hết lòng vun đắp hạnh phúc gia đình. Một con người như thế đáng ra phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, vậy mà lại phải chết một cách oan uổng và đau đớn. Đây là đền Vũ Điện, miếu vợ chàng Trương ở tỉnh Hà Nam. Còn đây là một đoạn sông Hoàng Giang trước đền. Theo các em, nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chết của Vũ Nương? Nỗi oan và cái chết của Vũ Nương có nguyên nhân trực tiếp từ chiếc bóng trên vách và lời nói của bé Đảng, nhưng có nguồn gốc sâu xa từ người chồng đa nghi thô bạo Trương Sinh. Trương Sinh thô bạo phũ phàng vì bản tính anh ta như vậy, và còn vì anh ta là sản phẩm của chế độ phong kiến nam quyền trọng nam khinh nữ. Thái độ tàn tệ, rẻ rúng của Trương Sinh với Vũ Nương có lẽ cũng còn vì cuộc hôn nhân không bình đẳng. Vũ Nương tự nhận mình là con kẻ khó, Trương Sinh là con nhà hào phú. Tất cả những cái đó đã khiến cho Trương Sinh trở thành một bạo chúa trong gia đình. Chính Trương Sinh là kẻ đã bức tử Vũ Nương. Ngoài ra, lễ giáo phong kiến hà khắc cũng đã dồn Vũ Nương đến bước đường cùng. Và cuối cùng, phải nói đến cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Vũ Nương. Nó gây nên cảnh sinh ly rồi góp phần dẫn đến cảnh tử biệt. Bi kịch của Vũ Nương là lời tố cáo xã hội phong kiến dung túng cho cái độc ác xấu xa và thói ghen tuông vô lối, sự vũ phu của đàn ông, đồng thời bày tỏ niềm cảm thương của tác giả đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ đức hạnh nhưng bất hạnh Vũ Nương. Các em thân mến, hình ảnh cái bóng trong tác phẩm là một chi tiết nghệ thuật. Các em hãy cùng nhau trao đổi để tìm hiểu ý nghĩa của chi tiết đó nhé. Một trong những yếu tố tạo nên thành công cho tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của Nguyễn Dữ chính là nghệ thuật xây dựng chi tiết cái bóng đó các em. Cái bóng là một chi tiết đặc sắc, đó là một sáng tạo nghệ thuật làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn so với chuyện cổ tích. Cái bóng là đầu mối, là điểm nút của câu chuyện. Nó vừa đóng vai trò thắt nút mà cũng vừa đóng vai trò mở nút nữa. Cái bóng kết tội Vũ Nương, đồng thời cũng đã giải oan cho nàng. Cái bóng góp phần thể hiện tính cách nhân vật. Bé Đảng thì ngây thơ, Vũ Nương vô cùng yêu thương chồng con, Trương Sinh thì hồ đồ đa nghi. Cái bóng cũng góp phần tố cáo xã hội phong kiến suy tàn, khiến cho hạnh phúc của người phụ nữ hết sức mong manh. Chuyện Người Con Gái Nam Xương, như các em đã biết, đó là một câu chuyện mang màu sắc truyện cổ dân gian với các yếu tố kỳ ảo. Và những yếu tố kỳ ảo này góp phần tạo nên một kết thúc phần nào có hậu cho tác phẩm.
Tâm trạng của Vũ Nương như thế nào khi gặp lại Phan Lan, người cùng làng với Trương Sinh vậy các em? Và sự trở về của Vũ Nương nói lên điều gì? Vũ Nương đã không ở lại Dương Gian, sum họp gia đình mà chỉ trở về trong chốc lát rồi biến mất. Theo các em, chi tiết đó có ý nghĩa gì? Như các em đã đọc trong sách giáo khoa, ở chốn thủy cung, Vũ Nương được gặp Phan Lan, người cùng làng với Trương Sinh. Nghe Phan Lan kể chuyện nhà, Vũ Nương thương nhớ chồng con muốn về Dương Thế. Nàng đã nhờ Phan Lan về nói với Trương Sinh rằng hãy lập đàn giải oan, nàng sẽ trở về. Nàng ngoài cái nỗi nhớ gia đình còn muốn được thanh minh nữa. Nhưng rồi sau đó, Vũ Nương cũng chỉ trở về trong thoáng chốc rồi biến mất. Qua đó, Nguyễn Dự muốn thể hiện ước mơ rằng những người thiện lương sẽ gặp điều lành. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Xã hội và gia đình phong kiến phụ quyền xưa không có chỗ cho những người phụ nữ như Vũ Nương. Và như các em thấy đó, tính bi kịch vẫn còn tiềm ẩn đâu đây trong cái lung linh huyền ảo ấy. Các em học sinh thân mến, như các em đã được biết ở phần trên, thì cái đoạn truyện kể về cuộc sống Vũ Nương dưới thủy cung thể hiện một kết thúc có hậu, cũng như cái sự trở về để thanh minh của nàng nơi Dương Thế trong thoáng chốc. Phần này hoàn toàn là những tình tiết kỳ ảo. Và như vậy, ngoài những điều cô đã chia sẻ với các bạn ở trên, thì những chi tiết kỳ ảo này còn có tác dụng hoàn chỉnh thêm nét đẹp trong tính cách của nhân vật Vũ Nương. Con người ấy, dù ở thế giới khác, nhưng bản chất tốt đẹp vẫn không thể chết. Nàng vẫn nặng tình với quê hương, chồng con. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi tính bi kịch của tác phẩm. Sau khi tìm hiểu tác phẩm, như các em thấy đó, truyện thành công bởi nhà văn kết hợp phương thức tự sự với trữ tình và ngôn ngữ nhân vật có nhiều cách tân, những đối thoại, lời tự bạch của nhân vật được đặt đúng chỗ làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và khắc họa rõ tính cách nhân vật, đặc biệt lời của bé Đảng và lời của Vũ Nương. Ngoài ra, yếu tố kỳ ảo, hoang đường góp phần tăng thêm giá trị hiện thực và ý nghĩa nhân văn của tác phẩm. Các em thân mến, có thể nói, với chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ đã vượt khỏi những công thức thông thường về hình tượng người phụ nữ trong thể truyền kỳ. Vũ Nương không phải là hình tượng một trang liệt nữ, nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người vợ, người mẹ khác trong đời thực mà thôi. Phản ánh số phận bi thương của nàng, Nguyễn Dữ đã đề cập tới cái bi kịch muôn thuở của con người, đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ. Cũng qua những trang văn của mình, ông đã thể hiện tấm lòng cảm thương sâu sắc với thân phận người phụ nữ trong chế độ gia tộc phụ quyền xưa. Có lẽ chính vì vậy chăng mà chuyện người con gái Nam Xương vẫn còn sức hấp dẫn đối với người đọc ngày nay. Để củng cố kiến thức, các em thực hiện một số bài tập sau đây nhé. Các em sẽ đọc thêm bài thơ Lại bài viếng Vũ Thị của Lê Thánh Tông. Tiếp theo, các em sẽ đọc đoạn trích và thực hiện 3 câu hỏi. Câu số 1, cuộc đối thoại của Vũ Nương với Phan Lan diễn ra trong hoàn cảnh nào? Câu số 2, các em sẽ giải thích nghĩa của từ tiên nhân có trong đoạn trích. Và câu số 3, các em nêu cảm nhận của mình về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương được thể hiện trong đoạn văn trích. Sau khi tham gia tiết học, các em thực hiện một số yêu cầu sau đây nhé. Các em sẽ đọc lại phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 51 và các em chép bài vào trong vở bài học. Thực hiện phần luyện tập vào trong quyển vở bài tập của mình. Để tiết học sau có thể học tốt hơn thì các em soạn bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí vào trong vở bài soạn nhé. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học.
chúc các em học tốt.